Tủ đồ em biết có hai màu chủ đạo. Màu đen. Và màu gì? Hả? Hai màu chủ đạo. Màu đen đúng không? Mới một màu, còn màu nữa. Màu nữa chị đoán thử màu gì? Màu đen, màu trắng. Màu gì là thật trắng? Đúng màu. Túi đồ toàn màu đen màu trắng, có một cái màu vàng đang mặc, một cái màu vàng đang mặc, một cái màu xanh, một cái màu hồng. Chưa nhảy màu được các bạn. Chưa nhảy màu được. Thế chi? Thế số 1 à? Hết rồi. Em mai có ố vét mà máy thoát rồi chưa được ma không kìa. Chưa được ma luôn, rất khỏe. Nhưng mà không được đâu, biết ra không? Ông đàn ông kìa. Khó cho em.
Đúng rồi chị. Khó cho em. Khó cho em trời ơi. Em được không em? Em không ăn, em thâu vậy. Em không ăn cho vậy. Đù. Chủ nhật có lỡ đùa đi hà, còn thứ hai lỡ khác. Chủ nhật đi ăn xóm lấy cái mũ, mà cái mũ gần cái cạp. Đùa lấy cái cạp đi hà. Con thứ hơi cái khác không chịu đi. Tại chủ nhật em ở nhà có ngày bé rồi. Yeah.